Thưa quý vị và các đồng chí, với tinh thần đoàn kết, quyết thắng, bản lĩnh, cán bộ chiến sĩ đại đội thiết giáp, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An đã tổ chức huấn luyện nghiêm túc, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động khi có lệnh và thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập chiến đấu. Trong thực hành, đơn vị luôn chú trọng công tác bảo đảm an toàn về người, vũ khí, phương tiện kỹ thuật. Dù đó là tổ chức hành quân qua những địa hình phức tạp hay thực hiện bài bắn ban đêm, xứng danh truyền thống anh hùng của những người lính thiết giáp trong thời kỳ mới. Những chiếc xe thiết giáp xuất trận cơ động ra khu sơ tán trong thực hành diễn tập chiến thuật dòng tổng hợp, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của đại đội thiết giáp, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An thật ấn tượng. Trình độ kỹ thuật, chiến thuật và khả năng cơ động thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ không ngừng được nâng cao. Điều đó khẳng định sự linh hoạt, chính xác, vận hành đúng trình tự vừa chiến đấu vừa hỗ trợ các nhiệm vụ khác của những chiến sĩ được mệnh danh là lính thép, góp phần cùng lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Nội dung diễn tập gồm các giai đoạn: chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao, cơ động lực lượng ra khu sơ tán, khu tập kết, nhận mệnh lệnh làm nhiệm vụ A2 và tiến hành bảo vệ mục tiêu trong bạo loạn lật đổ. Đây là nội dung mới nên quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn, nhưng đơn vị đã thể hiện nội dung diễn tập theo đúng trình tự, kế hoạch, thực hiện đúng thứ tự các nội dung chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Thông qua diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực, trình độ của chỉ huy, hành động chiến đấu hiệp đồng trong tác chiến của cán bộ chiến sĩ, củng cố, bổ sung hoàn thiện phương pháp chỉ huy, tác chiến, đồng thời rút kinh nghiệm tổ chức diễn tập trong những năm tiếp theo. Năm 2022, với nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu theo chỉ lệnh của quân khu và kế hoạch của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thì các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã cơ bản hoàn thành các nội dung nhiệm vụ, trong đó có diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật ở cấp trung đội, đại đội, tiểu đội bắn chiến đấu. Và năm nay có cái mới là quân khu chỉ đạo, như Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chỉ đạo tập trung, đó là cái diễn tập dòng tổng hợp cho đại đội thiết giáp. Đây là cái sự nỗ lực lớn của cơ quan cũng như là của cán bộ chiến sĩ đại đội thiết giáp. Cái quá trình chuẩn bị văn kiện, chuẩn bị luyện tập và xây dựng các phương án để bảo đảm làm sao cho đại đội thiết giáp diễn tập nó phù hợp với điều kiện của đồng bằng sông nước ở địa bàn của tỉnh Long An và nhiệm vụ tác chiến trên cái khu vực phòng thủ của tỉnh. Và qua cái diễn tập cũng như qua kiểm tra của đại đội thiết giáp thì thấy rằng cái trình độ của cán bộ chiến sĩ của đại đội thiết giáp đã phát huy được từ cái lý luận chuyển qua thực hành và gắn với cái nhiệm vụ của mình trên các cái nội dung diễn tập. Với cái diễn tập này thì đã rèn luyện cái trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ, nó có cái sự chuyển biến tiến bộ rõ nét. Và thấy đây là một cái bước mà trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có sự nhạy biến sâu sắc và gắn với cái tình hình của đơn vị, cái nhiệm vụ của Long An để bảo đảm cho các lực lượng, các đơn vị của lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt cái nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Trước khi bước vào thực hành bắn, đơn vị luôn chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, giáo án theo phân cấp. Cán bộ huấn luyện thuộc luyện giáo án trước khi tổ chức huấn luyện để đảm bảo truyền đạt hết nội dung, nhất là những khoa mục liên quan tới kiến thức chuyên ngành. Chỉ huy đơn vị quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ, chú trọng công tác bảo đảm an toàn về người, vũ khí, phương tiện kỹ thuật, nhất là thực hiện bài bắn vào ban đêm. Những loạt đạn xé không gian lao tới mục tiêu, những tiếng đạn nổ đanh thép, thao trường rung chuyển. Trang bị kiến thức huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc, sát thực tế, từng lính thép nhanh chóng cơ động lên xe thiết giáp, thao tác thuần thục, chính xác từng yếu lĩnh động tác bắn súng trên xe, ngắm bắn mục tiêu ẩn hiện ban ngày. Với sự điều hành truyền mệnh lệnh của chỉ huy và khẩu lệnh rõ ràng đanh thép của đồng chí dẫn bắn, từng cá nhân, từng kiếp xe đã hoàn thành tốt, đạt kết quả khá, giỏi, cao. Trong thực hành bắn đạn thật, bản thân luôn vững tay cò, cũng như các nắm chắc các điều kiện bài bắn, đạt kết quả giỏi sau mỗi loạt bắn, kể cả ngày và đêm. Đây là đợt huấn luyện
chiến thuật có ý nghĩa cao, to lớn nhằm để đánh giá khả năng của người chỉ huy và công tác huấn luyện của cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị. Sự mở đầu giòn giả như tiếp thêm động lực khí thế cho đồng đội ở tuyến chờ và khiến không khí thao trường càng thêm sôi động. Cùng với sự bình tĩnh, tự tin, chiến sĩ vận dụng linh hoạt kiến thức vào đường ngắm bắn mục tiêu đạt thắng lợi. Bản thân tôi rất là quyết tâm mang kiến thức của mình để tham gia và thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị để đạt kết quả tốt. Tôi luôn bình tĩnh, tự tin, vận dụng tốt yếu lĩnh động tác, hoàn thành các bài bắn kiểm tra. Màn đêm vừa xuống, từng cán bộ chiến sĩ nai nịch gọn gàng, kiếp xe trong tư thế sẵn sàng bước vào cuộc quạch sát cam go. Kiểm tra bắn đạn thật bài 2 với nội dung: trong hành tiến có dừng ngắm bắn mục tiêu ẩn hiện vận động ban ngày và ban đêm, trong điều kiện trời tối, bia ẩn hiện. Hành động cơ động và trình độ thao tác sử dụng vũ khí trang bị của thành viên các kiếp xe, cũng như trình độ của đội ngũ lái xe trong bắn chiến đấu nhanh chóng, chuẩn xác, đúng quy trình, góp phần đưa kết quả kiểm tra bắn đạn thật của đơn vị 100% đạt yêu cầu, đơn vị đạt giỏi, an toàn tuyệt đối. Năm 2022, đại đội thiết giáp thực hiện nội dung mới là diễn tập chiến thuật dòng tổng hợp lần đầu tiên theo chỉ thị của Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp, Bộ Quốc phòng. Thì đây là nội dung rất là mới mẻ đối với cán bộ chiến sĩ của đơn vị. Do đó, cán bộ chiến sĩ đơn vị luôn xác định rõ nhiệm vụ, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập vòng tổng hợp trong dịp cuối năm. Kiểm tra bắn đạn thật bài 1 và bài 2 súng đại liên BK-MS trên xe BTR-152 là một trong những nội dung thường xuyên hàng năm để đánh giá chất lượng huấn luyện của đội ngũ cán bộ đại đội thiết giáp cũng như khả năng sử dụng thành thạo vũ khí trang thiết bị kỹ thuật của cán bộ chiến sĩ đơn vị, đồng thời rèn luyện được yếu lĩnh động tác cũng như rèn luyện được ý chí chiến đấu của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ. Với thành tích bắn giỏi cùng thành tích đạt giải nhất nhì hội thao tăng thiết giáp quân khu và toàn quân là nền tảng để những người lính thép sẵn sàng bước vào năm mới. Những cánh án mùa xuân chao nghiêng trên thao trường làm người lính thiết giáp càng thêm rộn ràng, phấn khởi và đầy niềm tin phía trước. Thưa quý vị và các đồng chí, vừa theo dõi chuyên đề quốc phòng toàn dân của lực lượng vũ trang Long An. Thay mặt những người thực hiện, xin kính chúc quý vị và các đồng chí năm mới an khang thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên đề kỳ sau.